Vi khuẩn có thể tồn tại dưới dạng tế bào riêng lẻ, nhưng có sức mạnh về số lượng. Nhiều vi khuẩn tạo thành các cụm được gọi là màng sinh học. Các cộng đồng vi khuẩn nhỏ có những đặc điểm mà các tế bào đơn lẻ có thể không có, như kháng thuốc kháng sinh. Màng sinh học có thể phát triển trên nhiều bề mặt, chẳng hạn như từ bên trong ống dẫn đến các thiết bị y tế và thường rất khó loại bỏ. Hiện các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng các cú sốc điện có thể được sử dụng để kiểm soát sự phát triển của màng sinh học theo một số cách. Theo một số cách, màng sinh học có các đặc điểm giống với các sinh vật bậc cao. Ví dụ, chúng có các phần khác nhau như các ô ma trận hỗ trợ cấu trúc của cộng đồng tế bào. Các tế bào khác trong màng sinh học được gọi là tế bào chuyển động, có thể kéo dài ranh giới của màng sinh học và mở rộng nó. Điều đó xảy ra ngay cả khi tất cả các tế bào đều có DNA giống nhau. Sự cân bằng giữa hai loại tế bào này giúp kiểm soát sự phát triển của màng sinh học và các đặc tính sinh học và vật lý của nó. Một màng sinh học có quá nhiều tế bào ma trận sẽ trở nên cứng nhắc. Với sự phát triển hạn chế, trong khi số lượng quá nhiều tế bào chuyển động có thể làm cho màng sinh học tan rã vì quá nhiều tế bào bắt đầu di chuyển khỏi quần xã. Màng sinh học có thể được kiểm soát bằng cách điều chỉnh tỷ lệ của các loại tế bào. Các nhà khoa học hiện đã tạo ra một thiết bị vi lỏng với các kênh nhỏ kết hợp với một loạt các điện cực để nghiên cứu cách các màng sinh học phản ứng với điện. Với công cụ này, các cú sốc điện đã được áp dụng cho một màng sinh học đang phát triển. Nhưng trong khi điện có thể gây chết người, thì một điều gì đó khác đã xảy ra với các tế bào. Kích thích điện kích hoạt sự phát triển của các tế bào chuyển động trong màng sinh học. Các phát hiện đã được báo cáo trong hệ thống tế bào. Các nhà nghiên cứu đang có kế hoạch tiếp tục nghiên cứu hiện tượng này. Họ muốn biết tại sao điện lại thúc đẩy sự phát triển của một loại tế bào mà không phải loại tế bào khác. Một câu trả lời cho câu hỏi đó có thể giúp các bác sĩ lâm sàng và các nhà nghiên cứu tìm ra cách để kiểm soát sự phát triển của màng sinh học nguy hiểm. Tác giả nghiên cứu cấp cao, giáo sư Guiro Suyen thuộc khoa sinh học phân tử tại Đại học California San, cho biết, làm thế nào một kích thích kéo dài thứ hai có thể thúc đẩy sự phát triển trong nhiều giờ và chỉ của một loại tế bào là một câu đố lớn mà chúng tôi muốn giải quyết. Diego, tác giả nghiên cứu đầu tiên và nhà nghiên cứu sau tiến sĩ Colin Camercy, nói thêm, có thể điều chỉnh các loại tế bào theo cách này không chỉ quan trọng đối với việc hiểu các màng sinh học. Các tín hiệu điện hóa mà chúng tôi sử dụng tương tự như các tín hiệu được sử dụng trong quá trình phát triển ở các sinh vật phức tạp hơn như ếch, cá hoặc thậm chí là con người, và nghiên cứu này có thể đưa ra các phép loại suy với các hệ thống sinh học khác. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!